mát hơn không? Mắt mắt Thank you.
rồi được rồi. Có con mắt kìa. Mềm mềm, cái mềm có lắm. Hai cái này giống hai kim đồng tộc quá hả, hai trắng anh ạ. Cái nọc của nó đen đó, đó. Cả hai cái đen đó là cái nọc của nó đó. Lấy kéo cắt hai cái đó đi làm thú cưng. Mà nó vuốt râu nha, vệ sinh cái râu xúc tu nó đầu giờ của nó. Được rồi, lật nữa quay lại đâu.